Xin chào các bạn, hôm nay mình xin gửi đến mọi người tham khảo bộ cắm điều khiển bật từ xa hồng ngoại sử dụng chính điện áp 220V, ổ cắm 3 chân, sản phẩm phù hợp điều khiển quạt bàn, quạt tường hay kể cả đèn rưỡi đốt. Tay điều khiển hồng ngoại có sẵn 2 pin, dễ dàng thay thế khi hết pin. Với các chức năng chính, mô phỏng gió trời, chức năng 3 số quạt hay bật tắt trực tiếp và hẹn giờ nhiều chế độ từ 1 đến 6 tiếng đồng hồ. Trên ổ cắm có nút nhấn để on off trực tiếp mà không cần qua remote, các LED báo chế độ hẹn giờ. Để mọi người dễ hình dung cách hoạt động, mình sẽ chạy thử với bóng đèn rưỡi đốt trước nhé. Có thể bật on ngay trên nút nhấn ổ cắm. 3 số quạt tự ứng với 3 mức độ sáng đèn khác nhau. Chức năng gió trời hay chính là thay đổi độ sáng, bật tắt đèn liên tục, phù hợp với việc sử dụng quạt khi đi ngủ vào ngày thời tiết mát mẻ để tránh việc bị lạnh về đêm. Cuối cùng là chức năng hẹn giờ từ 1 đến 6 tiếng đồng hồ. LED báo trên đầu cắm hiển thị số giờ cài đặt. Tổng giá trị số tự ứng trên các LED sáng chính là số giờ đã cài đặt. Và mình sẽ lắp kết nối với điều khiển quạt. Quạt chạy rất êm, không phát ra tiếng ồn. Với các chức năng như mình đã chạy với bóng đèn sợi tốt, hoàn toàn tương ứng cho việc điều khiển quạt. Hy vọng qua video trên các bạn hiểu hơn về sản phẩm và có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà của mình. Mọi góp ý cũng như thắc mắc hãy để lại phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.